cuộc họp mở rộng hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã tổng kết kiểm điểm công tác năm 2012, đề ra nhiệm vụ trong năm tới và những năm tiếp theo. Tổng thống, Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp và đã có phát biểu quan trọng. Tại cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong những năm tới đây, các lực lượng vũ trang Nga phải đạt được cấp độ mới về khả năng chiến đấu. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thiết lập những binh chủng cơ động hiện đại. Hiện chúng ta đã tiến đến giai đoạn mà cần phải đến sự mài giũa tinh chỉnh tất cả các chi tiết của bộ máy quân sự phức tạp. Mỗi sự đổi mới, sáng kiến phải được trải nghiệm trên thực tế và phải được bén rễ trong các lực lượng vũ trang. Cũng trong cuộc họp này, Tổng thống Putin giao cho Bộ Quốc phòng soạn thảo quan điểm quy hoạch quân sự có sửa đổi và để phê chuẩn hệ thống tư tưởng quốc phòng trong giai đoạn 2016-2020 với những phương pháp tiếp cận cơ bản và chi tiết nhất. Cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Putin đã phê chuẩn kế hoạch quốc phòng Liên bang Nga đến năm 2015, bao gồm hệ thống phân tích các vấn đề toàn cầu, các nguy cơ và hiểm họa mà nước Nga có thể phải đối mặt trong vòng 10 năm tới. Ông Putin cũng đồng thời nêu ra kế hoạch cụ thể để phát triển các lực lượng vũ trang Nga trong những năm sắp tới.